Video này sẽ hướng dẫn người dùng khai báo thông tin chung về đơn vị, thiết lập chế độ kế toán, thông tin in sổ sách, báo cáo. Thực hiện như sau, người dùng khởi chạy phần mềm kế toán công đoàn cơ sở. Trên thanh thực đơn, đây là thanh thực đơn. Chọn mở thực đơn thông tin hệ thống. Chọn nạp sửa thông tin hệ thống. Cửa sổ nhập sửa thông tin xuất hiện. Người dùng chọn thông tin về đơn vị. Tiến hành khai báo các thông tin như tỉnh ngành, quận huyện, tên công đoàn cấp trên trực tiếp, tên công đoàn cơ sở, loại đơn vị, địa chỉ, tên chủ tịch công đoàn cơ sở, người phụ trách kế toán, thủ quỹ, vân vân. Các thông tin này được dùng để in phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi và in sổ sách, báo cáo. Ví dụ như sau, tỉnh ngành, người dùng chọn thành phố Hồ Chí Minh. Quận huyện tương đương, giả sử, chọn Liên đoàn Lao động quận 1. Lưu ý, để đánh được tiếng Việt trong phần mềm kế toán công đoàn cơ sở, người dùng cần chuyển sang bản mã tiêu chuẩn Việt Nam 3. Tên đơn vị chính là tên công đoàn cơ sở, giả sử. Người dùng bắt buộc phải chọn loại đơn vị trong các loại hình sau. 1. Công đoàn cơ sở hành chính sự nghiệp trung ương. 2. Công đoàn cơ sở hành chính sự nghiệp địa phương. 3. Doanh nghiệp nhà nước. 4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 5. Doanh nghiệp khác. Giả sử trong trường hợp này là doanh nghiệp khác. Địa chỉ. Người dùng khai báo địa chỉ theo địa chỉ của công ty nơi có công đoàn cơ sở. Họ và tên thủ trưởng đơn vị. Đây chính là họ và tên của chủ tịch công đoàn cơ sở, giả sử. Họ và tên người phụ trách kế toán. Họ và tên thủ quỹ. Như vậy, người dùng đã khai báo thông tin về đơn vị sang thiết lập chế độ kế toán. Người dùng click chọn vào thẻ thiết lập chế độ kế toán. Phần mềm kế toán công đoàn cơ sở cho phép người dùng chọn một trong hai kiểu nhập chứng từ. Kiểu thứ nhất, đơn giản, người sử dụng không phải nhập tài khoản, chỉ cần chọn nghiệp vụ và loại nghiệp vụ do phần mềm đã liệt kê. Kiểu nhập thứ hai, kiểu nhập đầy đủ, người dùng phải định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, yêu cầu người sử dụng phần mềm phải có nghiệp vụ về công tác kế toán. Do đó, để đơn giản cho người sử dụng, phần mềm mặc định kiểu nhập chứng từ là đơn giản. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, người dùng có thể thay đổi giữa hai kiểu nhập chứng từ này. Chế độ tự động nhập ngày chứng từ, phần mềm mặc định là có. Tỷ lệ trích nộp kinh phí công đoàn lên cấp trên, thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Tổng Liên đoàn. Đối với công đoàn cơ sở được phân cấp thu, năm 2020, tỷ lệ trích nộp kinh phí công đoàn lên cấp trên là 30%. Tỷ lệ trích nộp đoàn phí công đoàn lên cấp trên, thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2020, công đoàn cơ sở thực hiện trích nộp 40% đoàn phí công đoàn lên cấp trên. Sau khi thiết lập xong chế độ kế toán, người dùng chuyển sang khai báo thông tin in sổ sách báo cáo. Phần mềm kế toán công đoàn cơ sở mặc định
Thông tin in sổ sách báo cáo là phù hợp với mẫu biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do đó người sử dụng không cần phải nhập sửa thông tin trong thẻ này. Sau khi hoàn thành việc khai báo, người dùng nhấn kết thúc, phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin đã khai báo vào phần mềm. Trong quá trình sử dụng, trường hợp có thay đổi thông tin hệ thống, ví dụ như thay đổi về chủ tài khoản, người làm công tác kế toán, thủ quỹ, thay đổi công đoàn cấp trên, thay đổi địa chỉ, người dùng tiến hành khai báo lại thông tin đã thay đổi như trường hợp khai báo mới, sau đó nhấn kết thúc, phần mềm sẽ tự động cập nhật các thông tin đã được thay đổi. Xin chân thành cảm ơn.